Bây giờ chúng ta tiếp tục cái ví dụ số 12. Cho số phức Z thỏa mãn điều kiện 1, ok. Và biểu thức P là tổng hai cái module. Yêu cầu là tìm giá trị nhỏ nhất của B. Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của B. Để cái hệ thức số 1 này quen thuộc không các em? Để số 1 quen thuộc ha. Giờ với hệ thức số 1 thì chúng ta sẽ kết luận được điểm M biểu diễn cho số phức Z sẽ thuộc đường tròn C tâm Y 22 và bán kính R bằng 2. Biểu thức P. Và với cái biểu thức P như thế này. Vậy thì thầy đặt điểm A tọa độ 11. Điểm B tọa độ là 52, điểm A. Được chưa? Và chỗ này là biểu diễn điểm B. Vậy thì lúc này biểu thức P chính là MA cộng MB. Ta có điểm M thuộc đường tròn tâm Y. Và bây giờ có hai điểm AB. Chúng ta có một cái nhận xét như sau. Hai cái điểm AB này có gì đặc biệt nè, đối với đường tròn, mình xét cái vị trí của nó đối với đường tròn coi. Điểm A là nằm trong hay nằm ngoài đường tròn đây các em? Điểm A nằm trong hay nằm ngoài đường tròn? Vậy làm sao biết nó nằm trong hay nằm ngoài? Ta có đường tròn là tâm Y. Đây là điểm A. Ta có IA, các em tính IA. IA bằng căn 2 nhỏ hơn R. Vậy thì điểm A nằm bên trong đường tròn. Điểm B. Điểm B. Ta tính IB. IB. Đây IB. Các em tính ra được IB bằng 3 lớn hơn R. Vậy thì điểm B nằm bên ngoài đường tròn. Bài toán quen thuộc không các em? Bây giờ M thì chạy trên đường tròn. MA cộng MB ngắn nhất. MA cộng MB ngắn nhất. Ngắn nhất bằng bao nhiêu? MA cộng MB ngắn nhất chính là AB, phải không nào? MA cộng MB ngắn nhất chính là AB. Và lúc này M nằm đây. Được chưa? Chính là bằng AB. Ở đây chúng ta không có cần tìm điểm M ha, không có cần tìm cái số phức Z, mà người ta chỉ cần hỏi là cái giá trị của cái biểu thức P này nhỏ nhất. Thì nhỏ nhất nó chính là AB. Chúng ta có A, chúng ta có B. Thì các em tính ra được AB là căn 17. Đây, các em xem lại bài giải.